ở trong đó dịch Covid rồi nha, ba em rồi nha. À cái này có chưa có đó nha, phải động rồi. Thực tế là xưa giờ mình không có biết hết, nhưng mà đây là cái phân mạnh của mình đó, có những tên phân của mình. Ước gì một ngày nào đó mình lên mình hát để em nó đánh trống. Bữa nay có rồi, sự thật rồi. Để rất vui chương trình văn nghệ hôm nay, mình xin hát một bài Ngẫu Hứng Lý Quang Cầu. Lần đầu tiên hát cho thiên tài đánh trống, tạ lắm. Thank you.
Cảm ơn là chú Năm cùng với anh Trọng cho ca khúc Bằng Lòng Đi Em. Và thưa quý vị, mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giọng ca, một nữ ca sĩ đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay. Gửi tặng đến tất cả quý vị một ca khúc mà chị đã được chọn trong giờ phút này. Một tràng vui thật lớn cho nữ ca sĩ.